chị thân thương. Và đặc biệt là ngày hôm nay đến đây với một cái mục đích là chúng ta làm một cái việc tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta, đó là mang cái tình thương yêu đến để chia sẻ cho những người kém may mắn hơn mình. Và thưa quý vị, anh Hạ cũng là một người ở tại Sacramento, thì anh Nhất Ngọc nghĩ là anh là một người tốt nhất để cùng đứng chung với Nhất Ngọc và giúp Nhất Ngọc thật là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nói tới chương trình thì chắc anh Hạ và các cô chú anh chị cũng đã biết đến Hội Tiếng Gọi Tình Thương. Hội cũng là một trong những hội đã thành lập khá lâu với những cái chương trình từ bao nhiêu năm nay. Và một số các cái chương trình Nhất Ngọc cũng đã tham dự trong những cái buổi gây quỹ. Và một trong những người nghệ sĩ cũng là một đứa em trai rất là dễ thương. Em đã bắt đầu khởi đầu để làm những công việc này bằng tất cả trái tim của mình. Và hiện giờ thì anh đã làm việc cùng chung với một số các sư cô, ni sư ở tại bên Cali cũng như ở tại Việt Nam để có những cái chương trình để giúp đỡ cho các em nghèo và giúp đỡ rất nhiều những ngoài cái vấn đề các em nghèo ra còn có các cụ già neo đơn, những cụ già bị mắc tường và rất nhiều những cái điều khác nữa. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, Nhân Ngọc nhìn xuống cũng thấy có sự hiện diện của thầy Nhân Ngọc, rất là vui để được đón chào đi sư cũng như thầy có mặt trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chắc là em nghĩ là tốt nhất những cái việc mà chúng ta được biết, muốn biết rõ ràng hơn về cái mục đích của chương trình, và đặc biệt là chúng ta giúp thì chúng ta phải biết được là chúng ta giúp cho cái gì, thưa quý vị. Và cái người mà có thể nói rõ ràng điều này nhất đó là người đứng ra tổ chức Tiếng Gọi Tình Thương. Thưa quý vị, dành cho Huy Cường một tràng pháo tay thật lớn. Huy Cường ơi, mời em lên đây. Và thưa quý vị, Tiếng Gọi Tình Thương lần đầu tiên được tổ chức tại Sacramento, cho nên tha cổ thì chúng ta cũng hoài hương để lá lành thì chúng ta đùm lá rách một món quà nho nhỏ nào đó cho những người khốn khổ ở Việt Nam để có một sự hạnh phúc. Như chúng ta đi dự quyên rồi qua bên đây thì chúng ta còn nhớ lại những cảnh đồng bào Việt Nam vẫn còn nghèo khó. Và xin mời anh hội trưởng của Hội Tiếng Gọi Tình Thương lên đây để phát biểu vài lời. Cái người này thưa quý vị, anh lăn xăn cả mấy tháng này chứ không phải là chỉ ngày hôm nay. Cả nguyên một tháng trời anh qua bên Sacramento để đi vòng vòng để lo cho chương trình. Và hôm nay không ngờ ngày thứ 6 mà cái chương trình được thành công như vậy. Thành ra quý vị một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho Huy Cường. Chúc mừng Huy Cường xin cúi đầu để cảm tạ tất cả quý con khách và quý ương nhân hôm nay. Xin chào quý vị ạ. Thật sự là rất là may mắn, mình có nói chị Giám Ngọc một cái show thường là mình chuẩn bị trước 2 tháng đến 3 tháng. Mà thực sự là cái chương trình này đã hỏi chị Thanh báo làng đi, là tháng 6 đã lỡ lên đây rồi, nhưng mà không có ai phụ giúp cho Huy Cường. Cho nên lúc đó còn khoảng 1 tháng thôi, thì mới nhờ anh Lưu Vĩnh Hạ coi anh có giúp được không. Thì anh cũng góp một bàn tay cũng đi phụ dán mấy cái poster rồi. Nhưng mà khi mà Huy Cường gọi lên cho chị Thanh lúc 10 giây tháng 8 là coi như là hơn tháng rưỡi rồi mà mới bán được có 6 vé hoặc là 8 vé thôi quý vị. Huy Cường không ngờ mà với chương trình mà gần 2 tháng mà mới bán có 8 vé rồi. Cho nhiều người đó, chị Thanh nó họ cancel đi đại đủ với nhà thờ. Nhưng mà thực sự thì Huy Cường thường có nguyện cầu ở trên. Huy Cường nói thôi, Huy Cường lên đây ngày 12 Tây thì cũng cảm ơn ca sĩ Thúy An giới thiệu cho Huy Cường anh Philip Châu sòng bài Cash Creek, mới lên là được sòng bài ủng hộ 2 vàng sponsor 2.000 rồi. Và sau đó giới thiệu anh Thủy trong một Thủy báo Hải Phương, thì anh Thủy cũng cho Huy Cường tạm trú cũng 10 ngày nay. Mà Huy Cường thực sự không có nghĩ là cũng có 10 ngày thôi mà có thể lên tới 40 vàng. Hôm nay hình như là cũng hơn 40 vàng đó quý vị, cho nên rất là may mắn. Và Huy Cường thực sự cũng quý vị cũng biết là cùng làm mẹ dạy Huy Cường thì hồi xưa mẹ Huy Cường làm từ thiện rất là nhiều và nói là con làm cái gì làm với cái tâm mình cứ nguyện ơn trên phù hộ cho con, nếu con làm đúng thì ơn trên sẽ đổ cho Huy Cường thôi. Thì cho nên lúc nào Huy Cường cũng mạnh dạn mà nghĩ tới cái lời mẹ dạy thì Huy Cường cứ nguyện cầu mình làm đúng thì mình cứ tiến hành mà làm thôi, chứ ai kêu cancel Huy Cường không bao giờ cancel hết, chưa bao giờ cancel một cái show nào của Tiếng Gọi Tình Thương hết. Cho nên Huy Cường rất là cảm ơn tất cả quý quan khách đã bỏ thời gian quý báu ngày thứ 6 hôm nay mình đến đây ủng hộ rất là đông.
và Huy Cường cũng không quên cảm ơn Ni sư Thích Nguyễn Như Tâm. Con xin mời Ni sư Thích Nguyễn Như Tâm. Ni sư Thích Nguyễn Như Tâm là cũng là cái duyên, xin dùng trong pháp đai quý vị. Ni sư là trụ trì của chùa Phước Tường, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hiện giờ thì phụ giúp cho thầy Thích Minh Mẫn chùa Huệ Quang tại miền Nam Cali. Thì Huy Cường thì thường thường cũng đến chùa làm công quả. Thì thầy Thích Minh Mẫn mới gieo duyên Huy Cường với Ni sư làm từ thiện cũng 8 năm nay rồi. Cho nên Huy Cường chỉ biết là đi tổ chức ở các nơi, các tiểu bang để nguyên góp một năm để có cái quỹ. Vào dịp lễ tạ ơn thì mua mền quần áo cũng như phát quỹ ăn tạ ơn người, tạ ơn đời cho những người vô gia cư tại miền Nam Cali. Mỗi dịp tạ ơn là cũng có phát hết năm mỗi năm một lần. Rồi sau đó thì Huy Cường tổ chức cái chuyến cứu trợ về Việt Nam. Thì cái chuyến cứu trợ lần thứ 9 vừa qua thì đi cũng hơn 2 tháng cùng Ni sư. Có 5 người ở đây về và 2 người ở bên Na Uy về, và thêm 15 người Phật tử ở Việt Nam đi từ Nam Trung Bắc. Thì hội cũng đã xây được 10 căn nhà tình thương ở tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Tháp, Lai Dung. Thì quý vị cũng biết là ba mẹ Ni sư cũng tịch rồi, thì cũng để lại hai miếng đất cho hội để làm từ thiện. Thì Huy Cường cũng 2 năm nay rồi, thì giám mục cũng biết là đã nguyên góp cũng nhiều nơi, thì xây cái tầng dưới thì để cho làm cái bếp chai tình thương nuôi các cụ già, các người bán vé số, các người nghèo ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Tầng thứ 2 thì sẽ đào tạo nghề nghiệp cho các em học, và tầng thứ 3 thì sẽ có một cái nơi cũng như là cái, có thể nói là cái ngôi tam bảo để quý sư hoặc là quý thầy có ghé đến ăn chay hoặc là Phật tử được khi trên thì lên niệm Phật. Thì thực sự thì Huy Cường cũng rất là cảm ơn Ni sư luôn luôn sắp xếp những cái chuyến cứu trợ cho hội tiếng gọi tình thương. Thì năm nay là sẽ thực hiện chuyến cứu trợ lần thứ 10, thì sẽ gồm có 3 mục đích. Thì thông thường là năm nay thì Huy Cường sẽ kêu gọi về mổ mắt cường thì 50 đồng một ca. Thì hiện giờ là Huy Cường hy vọng đêm nay mình có thể nguyên được 300 ca. Và sau đó là cái mục đích thứ hai, thì sau khi mổ mắt thì Huy Cường sẽ đi đến vùng sâu vùng xa tận nơi, và đến những cái nơi mà nuôi các cụ già tật nguyền ốm yếu, thì Huy Cường sẽ tặng cho các cụ như là bánh hoặc là những chai dầu gió xanh. Thì bởi vì Huy Cường thấy dầu gió xanh rất là thiết thực, mà các cụ già mỗi lần mà nhận một chai mà khóc lóc, mà thấy mình rất là tội. Cho nên Huy Cường kêu gọi là một lố đồ gió xanh thì 40 đồng, một thùng thì 12 lố thì quý vị nhân lên là coi như 480. Thì Huy Cường cũng thì năm ngoái thì nguyên góp được 15 thùng, thì năm nay hy vọng là trong đêm nay mình có thể nguyên được 10 thùng. Đó là cho mục đích thứ hai. Còn mục đích thứ ba là giống như Huy Cường có nói là đang xây cái trung tâm từ thiện của tiếng gọi tình thương. Thì tổng chi phí là 100.000 đô, nhưng mà đã nguyên được 80.000 đô rồi, chỉ còn thiếu 20.000 đô nữa thôi. Thì trong cái năm nay Huy Cường sẽ thực hiện chuyến cứu trợ từ 4 tây tháng 1 cho đến 3 tây tháng 2. Thì trước tiên là mục đích thứ nhất là làm mẫu mắt, rồi phát quà cho người nghèo, rồi còn hy vọng trong cái quỹ mình có dư lại để mình trả cái số nợ 20.000 mà Huy Cường đang thiếu ở bên Việt Nam. Dạ, đó thì trong cái mục đích như nguyện tối hôm nay, hy vọng tất cả quý văn pháp quý ông nhân hãy tiếp tay ủng hộ cho cái đêm như nguyện diễn ra được thành công tại Pháp Vị Gia Đình tối nay ngày thứ 6, 28 đầu tháng 8, 2015. Con xin mời Ni sư Thích Nguyễn Thanh. Xin chào Thầy, xin chào cũng chào quý vị truyền thông, truyền tin báo chí, và kính chào quý quan khách, quý mặt trường quân. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, những gì con muốn nói cũng như con muốn nói với quý vị thì quý vị đã nói dùng rồi. Vậy con đến đây là lần đầu tiên con xin kính chúc quý tôn đức thánh cũng như toàn thể quý quan khách, quý mặt trường quân, quý vị truyền thông,
từ Lô Tính làm điều gì năm môi tại bi quán Nam Cồ. Dạ, cô phép thủ trưởng xin kính mời thượng phó bộ trụ trì chùa Huyền Giác Thích Minh Hậu xin mời thầy lên đây giúp con có vài lời đến quý Phật tử. Cảm ơn anh sư. Thưa bà Thắp, quý đồng hương, đại diện trong buổi tiệc hôm nay làm tiểu này tôi các thầy các cô chiếm hết thời gian của quý vị rồi. Vì vậy chúng tôi chỉ cần nói tóm tắt một vài lời thôi. Thưa quý vị, chúng ta là những người có những nghiệp vụ khác nhau trong xã hội và thậm chí có những niềm tin tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có một điểm chung, đó là lòng từ thiện. Đúng vậy không quý vị? Đúng không? Xin quý vị cho tôi một tràng pháo tay để chúng ta cổ vũ với nhau với cái lòng tình thương này. Thưa quý vị, ông cha ta có một câu rất là quý báu ngàn đời để lại cho con cháu chúng ta, đó là câu dù tay kính định phù đồ không bằng làm phước cũng cho một người. Thưa quý vị, nếu chúng ta xây dựng dù những công trình nguy nga tráng lệ mà không có ích lợi gì cho mọi người thì công trình đó nó cũng không có giá trị gì bao nhiêu. Nếu chúng ta mở lòng từ bi, chúng ta mở tình thương của mình trang trải rộng ra và giúp cho mọi người còn đang cần cầu đến sự giúp đỡ của chúng ta thì cái đó mới là thật là quý báu. Cũng trên tinh thần đó, chúng tôi thường thực hiện tôn chỉ của Đức Phật, đó là gì? Đó là đừng làm các người khác, hãy làm các người thiện. Đó là Đức Phật dạy cho chúng tôi như thế. Còn cao hơn nữa, trong cái mùa Vu Lan, như cái chủ đề ngày hôm nay của tiệc hôm nay là Vu Lan nhớ mẹ, nằm ở trong cái mùa Vu Lan báo hiếu. Vì vậy chúng tôi muốn quý vị và chúng tôi hãy thể hiện với cái lòng lòng từ bi và tình thương rộng lớn để ban rãi cho những người còn ở bên nhà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, từ một viên thuốc để trị bệnh cũng như là cần cái chén cơm manh áo để dùng chống cái cơn đói rét trong cái đời sống hàng ngày. Đó là những người còn ở bên quê nhà rất cần sự giúp đỡ chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu chúng ta trong tất cả điều thiện cùng tập cùng cực không gì bằng là bất hiếu, điều ác cùng cực không gì bằng bất hiếu. Đó là lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy chúng ta như thế. Vì vậy chúng tôi muốn thưa quý vị, trong cái chủ đề chúng ta báo hiếu này, chúng ta nên có nghĩa cử và tình thương rộng lớn để chúng ta mới có cơ hội để báo đền cho ông bà và cha mẹ chúng ta và tổ tiên của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chúng tôi chia sẻ đến toàn thể quý vị. Xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Dạ, thưa quý vị,